Ăn dặm kiểu Nhật là phương pháp vô cùng khoa học và hiệu quả, áp dụng cho bé từ 5 tới 15 tháng tuổi, được các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Nhật Bản nghiên cứu và đúc kết, mang lại rất nhiều đóng góp cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, rất nhiều mẹ đã thất bại ngay khi mới tiếp cận hoặc sau rất nhiều ngày cố gắng. Vì thế, để có thể áp dụng đúng cách và thành công phương pháp ăn dặm này thì các mẹ cần lưu ý những vấn đề sau. Đầu tiên, các mẹ cần kiên trì từng bước. Quá trình tập ăn của bé bắt đầu từ khi bé được 5 tháng tuổi và kết thúc khi bé 15 tháng tuổi. Việc tập ăn cho bé được thực hiện từng bước suốt quá trình ăn dặm. Bé sẽ được tập ăn thức ăn từ loãng đến đặc dần, từ mịn đến thô dần trong khoảng thời gian hợp lý. Mỗi giai đoạn tập ăn không quá dài nên bé không bị chán khi phải ăn một chế độ ăn quá lâu. Chính điều đơn giản này giúp bé duy trì sở thích ăn uống và ăn ngon miệng. Trong quá trình ăn dặm, ngoài việc tập ăn thức ăn, bé còn được học kỹ năng nhai thức ăn. Đây là một kỹ năng quan trọng giúp bé biết ăn thức ăn thô, đồng thời tiêu hóa tốt thức ăn. Ngoài ra, bé còn được học kỹ năng bốc thức ăn bằng tay, ghim thức ăn bằng nĩa, xúc thức ăn bằng muỗng. Tất cả những kỹ năng đó sẽ giúp bé sớm biết ăn một cách độc lập. Khi được tự mình bốc, ghim, xúc thức ăn, được tự thưởng thức món ăn, được tự cảm nhận mùi vị của món ăn, bé sẽ cảm thấy thú vị với bữa ăn của mình. Vì được tập ăn từng bước một cách khoa học nên bé có thể ăn được nhiều loại thức ăn từ cá, gà, bò, thịt heo, trứng, tôm cho đến các loại rau, củ, quả. Bé được tập ăn cháo trắng với thức ăn riêng nên bé phân biệt được mùi vị của từng loại thực phẩm. Từ đó, bé biết mình thích món nào và không thích món nào một cách rõ ràng. Lên 1 tuổi, bé bắt đầu được tập ăn cơm nát rồi ăn cơm. 15 tháng tuổi, bé ăn được cơm và thức ăn gần như người lớn. 18 tháng tuổi, bé có thể tự mình xử lý một phần suất ăn. Vai trò của người mẹ lúc này chỉ là hỗ trợ thêm đôi chút. Do đó, các bà mẹ Nhật không quá vất vả trong việc ăn uống của con. Ăn dặm đúng cách theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 5 đến 6 tháng tuổi, làm quen với muỗng. Đây là giai đoạn bé bắt đầu tập ăn. Vì thế, ở tuần đầu tiên, chỉ cho bé ăn cháo trắng nghiền nhuyễn, dây qua lưới, không nêm gia vị. Nấu theo tỷ lệ 1:10, 5ml gạo với 50ml nước, giống như cháo loãng để bé dễ nuốt thức ăn không cần nhai. Ở tuần thứ 2 trở đi, có thể cho bé ăn thêm một chút rau, củ, quả. Rau bina, còn gọi là rau chấm vịt hay cải bò xôi, là loại rau xanh giàu vitamin và dễ tiêu hóa, nên người Nhật thường dùng để chế biến món ăn dặm cho bé, chỉ cần dùng phần lá bỏ cuống. Do giai đoạn này chủ yếu là tập cho bé nuốt thức ăn dạng bột, làm quen với các vị thức ăn khác ngoài sữa và làm quen với việc ăn bằng muỗng. Vì vậy, ban đầu nên cho bé ăn từ ít đến nhiều. 2 ngày đầu tiên cho bé ăn 1 muỗng, tức là 15ml. 3 ngày tiếp theo 2 muỗng, 30ml. 3 ngày tiếp theo 3 muỗng, 45ml. 7 ngày tiếp theo 4 muỗng, 60ml. Đối với những bé nhạy cảm, nếu bé không ăn, không nên ép ăn bằng mọi cách mà phải ngừng khoảng 2 đến 3 ngày, sau đó tiếp tục chế biến thức ăn mịn hơn và thử cho bé ăn lại. Nấu cháo cho bé ăn dặm sẽ được mẹ Nhật điều chỉnh cho phù hợp với từng tháng tuổi của bé cụ thể như sau. Từ 5 đến 6 tháng, 1 gạo, 10 nước. Cháo nấu xong được rây qua lưới cho nhuyễn mịn, gần như hồ rồi mới cho bé ăn. Từ 7 đến 8 tháng, 1 gạo, 7 nước. Không rây nữa mà cho bé ăn cháo nguyên hạt. Từ 9 đến 11 tháng, 1 gạo, 5 nước, cháo nguyên hạt. Từ 12 đến 15 tháng, 1 gạo, 2 nước, cơm nát. Ngoài ra thì khi mới ăn dặm, người Nhật thường hạn chế dùng các gia vị có nhiều dầu, muối hay là đường hoặc là bột nêm để bé biết được vị tự nhiên của thực phẩm, từ đó đưa ra lựa chọn thích hoặc không thích, ăn ít hoặc là ăn nhiều. Bữa ăn dặm nên được tách riêng biệt so với cả cữ sữa của bé. Một phần là để cho bé nhận thức được đó là ăn dặm. Phần khác quan trọng hơn là để phòng ngừa khả năng rối loạn tiêu hóa có thể xảy ra nếu kết hợp thực phẩm nào đó với cả sữa. Thời gian cho ăn thường được khuyên là từ 9 đến 10 giờ sáng. Đây là thời điểm bé tỉnh táo và dễ dàng hợp tác. Tuy nhiên, giờ ăn có thể thay đổi để phù hợp với cả lịch sinh hoạt của từng gia đình. Giai đoạn thứ 2, từ 7 đến 8 tháng tuổi, bé tập nhai. Đây là giai đoạn bé biết nhai chệm chạm, bé có thể đẩy mạnh lưỡi lên hàm để có thể làm tan thức ăn.
nên những món hấp có độ mềm như cháo thì không cần nghiền nhuyễn bé cũng có thể ăn được. Giai đoạn này nên tăng chủng loại thực phẩm để bé làm quen với nhiều vị thức ăn khác nhau. Thức ăn của bé chỉ cần nghiền nhỏ, không cần nghiền thành bột, và cho thêm bột gạo tạo độ trơn để bé dễ nuốt. Có thể cho bé ăn thịt nạc hoặc các loại cá có thịt màu đỏ, nên thêm từng ít một để đa dạng thực đơn cho bé. Những loại rau mềm như rau bina thì chỉ cần nấu mềm đi một nửa là vừa. Có thể cho bé ăn mì sợi nấu mềm như cháo, tỷ lệ 1:7. Cắt nhỏ sao cho bé có thể bốc ăn bằng tay. Bé rất thích nuốt mì hoặc là thức ăn dạng sợi từ 2-3cm như nui, bánh canh, phở, bún. Giai đoạn này cho bé ăn cháo nguyên hạt tỷ lệ 1:7, tức là 10ml gạo kết hợp với cả 70ml nước. Giai đoạn 3 từ 9 đến 11 tháng tuổi là giai đoạn bé tập ăn bốc. Ở giai đoạn này, cho bé ăn mỗi ngày 3 bữa chính. Bé đã có thể nhai tốt thức ăn bằng lợi. Vì vậy, thức ăn được nấu mềm sao cho bé có thể nhai bằng lợi. Độ mềm như chuối là vừa. Có thể tập cho bé ăn những món ăn cứng hơn một chút. Thức ăn của bé được cắt to khoảng 0,5cm, dài khoảng từ 2-3cm là để bé có thể tự bốc ăn hoặc cầm nĩa ghim thức ăn cho vào miệng. Bé có thể ăn được hầu hết các loại rau, có thể cho bé ăn cả phần cuống của rau bina cắt nhỏ, bé có thể ăn cả lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Tuy nhiên, nên cho bé ăn trứng chín hoàn toàn, bé có thể ăn hầu hết các món cá nấu chín, nên cho bé ăn thêm gan gà, các loại thịt có màu đỏ, đậu quả, đậu hũ để bổ sung chất sắt. Giai đoạn này, bé ăn cháo nguyên hạt tỷ lệ 1:5, tức là 20ml gạo kết hợp với cả 100ml nước. Giai đoạn 4 từ 12 đến 15 tháng tuổi là bé tập ăn cơm. Bé ăn mỗi ngày 3 bữa chính cùng với thời gian bữa ăn của người lớn. Giai đoạn này thì bé có thể ăn được thức ăn to và cứng hơn giai đoạn trước. Có thể cho bé ăn cơm nát rồi đến cơm. Ngoài ra, tập cho bé tự ăn bằng muỗng và nĩa. Mục tiêu của giai đoạn này là cho bé ăn thức ăn giàu dinh dưỡng để hướng đến việc ngừng cho bé uống sữa bột. Lúc này, bé có thể ăn gần như người lớn. Vì vậy, nên cho bé ăn cân bằng dinh dưỡng bằng nhiều loại thực phẩm. Tuy nhiên, thức ăn của bé vẫn được nêm nhạt. Lượng muối nêm cho bé bằng 1/4 muỗng nhỏ, một muỗng nhỏ bằng 2,5g. Để tập cho bé biết tự ăn thì nên chế biến các món mà bé có thể tự bốc ăn như các món làm từ bánh mì lát hoặc là cơm nắm. Nên tạo thức ăn có hình dạng và màu sắc bắt mắt để cho bé thích ăn hơn. Chúc các mẹ lựa chọn được phương pháp ăn dặm khoa học nhất để trẻ tăng cân và khỏe mạnh nhé.